là một chiến binh thể hình, đồng thời là một giám đốc Zimmer. Với tinh thần máu lửa nhiệt huyết, chân thật vui nhộn. Mất như mất chàng. Sao mà đi qua đây xưa? Được đầu tư với kinh phí siêu khủng. Tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình. Kêu phong tập giả. Gói gọn trong Duy Nguyễn Diêm Phổ. 30 anh. Được ghi hình tại BBT quận 12, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành. Chào mừng các bạn đến với trung tâm phim Triệu Đô của Duy Nguyễn tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 để đón xem giáo án Duy Nguyễn Diêm Phổ tầng 6, buổi tập đầu tiên Chân Mong Đùi. Nhớ là một Zimmer đích thực và Zimmer tri thức thì hãy giữ gìn vệ sinh cho mình và cho cộng đồng trong cái đại dịch Corona. Đi tập gym á mà không có tiền mua khăn nhưng không có tiền mua ba bát, thôi nghỉ ở nhà ngủ nha mấy em. Mấy em đó luyện hoài nó cũng thành tài nữa, mệt lắm. Các bạn mà coi cái môn gym mà rẻ rúng quá thì các bạn chắc chắn không thành công được trong lĩnh vực này. 12 rep, số rep quyền thoại của làng thể hình nha. Đừng có banh cái háng rộng quá, nó nhất tuyệt kỹ banh háng rộng hẹp nó khác nhau nha mấy em. Rồi, cái này là cái như là mình vừa khởi động mà vừa tập luôn đó mấy em. Không phải giỡn đâu, đúng không? Tụi em gánh đi như đây tạ thôi. Mà gánh đúng kỹ thuật. Mà 8 rep chết rồi. Lên. Tinh thần bất tử đâu? Lên mỗi bên 5 kg. Tuyến phủ đều hoàn chỉnh em. Chưa. 45 kg mỗi bên. Hey. 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 Một. Hey. Bốn. Năm.
lên 2,5 kg. Tao mệt quá. Chóng mặt quá. Đuổi lại cây để làm gì ạ? Cái cây này không, để... không phải là làm kiểng đâu nha ba. Chỉnh lên xuống. Vô chỉnh đây. Ê, căng rồi nha. Chưa có tập cái máy này bao giờ. Mà mẹ tập máy... chưa tập mà dám nhận tiền BT. Tập máy Smith không à, gái này. Chưa tập mà dám nhận tiền BT hả? BT cái gì hả? Căng rồi nha, căng rồi nha. Thứ này thấy nhiều lắm nè. Ở nhà mẹ khoe đít khoe mông. Đây đây. Đây vô nhận BT. Mấy chị mấy em tập như mình nha. Đây. Cái này version nó hơi khác bên Bình Tân tí. Mà đừng có xạo. Hai phòng cho một máy nha. Năm năm. Tập không mệt la nó mệt lắm em ơi. Bây giờ nói xong rồi mình tập tiếp thì BT nó dạy mình, còn mình tập rồi rồi BT làm tu luyện cho mình nha. Chờ để tôi mướn có 300-400 ngàn giờ thôi, vô khiên tạ thôi, làm mệt thêm nữa. 300-400 ngàn giờ thế thôi. Cố lên. Ngoan. Đây. Một, hai, ba, lên, bốn, nhưng mà nguyên tắc là chơi với Duy Nguyễn là cái đầu tính nha. Có mấy em bố cái đầu mệt chết bà nội luôn, nó đếm mày không được, cái đầu là phải tính nha mấy em. Yes sir. Bài này là một trong những bài huyền thoại tập rất là đều nhóm cơ. Bài squat tụi em có thể bỏ nhưng mà bài này không thể bỏ nha. Bài này anh đánh giá là tầm quan trọng hơn ghê một squat. Có khi buồn buồn anh làm biết squat tụi nó dành đó mày ơi, vô cầm cây ra đây bữa. 2, 3, 4, 5 cục. Cầm hai chứ nhiêu. Trời ơi. Cái thằng media nó để cây này thì được, cái thằng BT mà để cây này tao chửi chọc đầu luôn mà nhìn kìa. Nó đều không mấy em. Nó để vậy người ta gánh người ta vẹo xương sao. Vậy đứng sao ba. Xích sang bên anh. Xích sao nổi. Ngon xích coi. Trời ơi. Đầu không xuôi đuôi sao lọt mấy bé. Mỗi bên okay. 50 kg. Làm khó rồi tôi chết. Nè, không được rộng chân quá nha mấy em. Tay phải nằm ở ngoài. Đấy. Xong rồi đi qua đây xíu. Hai. Đây này ơi. Ba. Bốn. Năm. Tập trung vô, sao. Bảy. Cái cuối này. 8. 7 thứ 2 nha. 1, 2, 3, 4, 5. 50 kg nữa nè. Rồi tốt. 1. 2. Cố lên. 3. 4. 5. 6. 7. Cuối nè. 8. Dễ mà. 5 kg nữa. Tập bài này chóng lắm. Nhưng mà có kinh nghiệm á, là anh tập bài này giống như anh bị gió đang chọt á. Ủa tập sao nó chóng kinh khủng á. Hiểu không?
vỏ đang chọt và không có bơm máu hồi nó được chỉ chơi máu bởi vì bị vỏ đang chọt nguy hiểm hơn bị ngang bị chụp hả hiểu chưa tức là bị chọt ghê hơn bị chụp hiểu sao hiểu nha thôi chả hiểu mà cái gì bị chọt cái gì bị chụp sống đậm nam thiên thấy chơi deadlift đùa sao mình tâm tư nghe nó nhẹ nhàng quá ha easy quá ha rồi easy for you vô lời có nói không em á mỗi bên có 10 ký à gì mỗi bên 10 ký thôi really? Mỗi bên 10 ký nhà ngủ đi vô tập bài này là phải có dây kéo lưng là 001 mới chịu được nếu mà không có dây kéo lưng thì sao anh không có lưng thì giục cái tay chứ sao muốn giờ muốn giữ cái tay hay là muốn giục cái tay bao tay rồi dây cẩu lưng chứ mất tạ này cũng rất là nặng nha mấy em chơi đùa sao mà chơi mất này thì giang hồ nó đếm đầu ngón tay thôi nó nói thiệt còn chơi bao đếp tinh này một cái đùng thì đó nó khác tao luyện về kỹ năng về sức mạnh độ tập trung phản xạ cơ nhanh còn cái này là mình tập trung về cơ mình hành hạ cơ mình hãm hiếp cơ nó một khoảng thời gian dài đăng đẳng là 7 rep đúng không căng lắm ATP nó đuối á mà muốn làm được chuyện đó thì phải tới phòng THOL tại vì phòng THOL là máy đẹp này nọ kia nhìn có động lực đúng không con người ta văn minh mà gái cũng đẹp nó nhìn cũng có động lực nữa mà phụ kiện đầy đủ mà tả thơm nữa mà hơn cái nữa là nó sàn nó xịn nữa nó không có lắc nó không rung đúng không thí dụ như mấy em tập ở phòng 200.000 mà ta làm mặt bằng không kỹ á xa lu nó không vô cán được á cái chỗ lồi chỗ lõm này đang đứng cái lật semi cái thấy mụ nghe rồi vô đi anh ủa không cho nói quảng cáo hả nhô nào nói hết sức hết điều ca bây giờ cái đó là nghệ thuật câu giờ đó ba mệt thấy bà nội hà lên một hai ba bốn điều đó minh chứng cái gì? Điều đó minh chứng là đàn ông cũng có những phút yếu đuối. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt mà đổ từng dòng như sông Mekong. Quê tôi bánh ve nha. Tới 535 đây khu tập nghiệp nha. Phòng bao VIP, chỗ bao vui luôn. Siêu đại loại. Nhiều không anh? Nhiều mới ăn chứ. Con ăn mà. Sao vậy? Ăn sao vậy baby? Diễn ba ơi. Ta diễn bà hoài.
Đâu nè? Ngoài mà nói ẩu. Mệt quá. Thôi ơi. Cái máy này dã man lắm. Rồi xong kết thúc phần bonus với tập đùi trên này. Xuống dưới chúng ta đi cardio recovery và kết thúc buổi tập đầu tiên ngày hôm nay. Cơ mông, cơ đùi. Cố gắng làm em. Đến đây tập đi, anh bảo kê cho tay AZ. Anh ở mãi
trên vòng tròn lớn xa, chia đời em xa bốn góc ưu phiền. Anh chỉ xin được chiếm lấy một miền, một phần nhỏ đủ quyền anh ngự trị. Anh sẽ vẽ lên một đường đô thị bao phương trình vô vị sẽ trôi qua. Em khó hiểu như tam thức bạc ba, anh và em nơi hai đầu điểm tới, không gặp nhau thế giới vắng tình thương. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, máy tập Selectorize 80 triệu, rực sáng một phương trời về đêm, trang phục tập luyện cao cấp, Zumba, Yoga, Belly Dance, nội thất vệ sinh xịn sò, thiết bị cardio siêu hiện đại, phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.